Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Sau 3 ngày thi đấu cân não, vòng tứ kết của chung kết thế giới năm nay cũng đang dần đến hồi kết thúc. 3 cái tên đi tiếp đã được chọn và chỉ còn một tấm vé cuối cùng. Tấm vé này sẽ được quyết định bởi cặp BO5 giữa Genji và Cloud9. Đây được đánh giá là kèo đấu cân nhất trong tất cả các loạt trận vừa qua. Và hãy cùng chúng mình điểm qua những điều chúng ta cần phải để tâm trước cặp đấu này nhé. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Cà Phê Liên Minh, đừng quên để lại cho chúng mình một subscribe. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Giai đoạn vòng bảng của cả hai đội đều khá là gập ghềnh, khi Cloud9 lẫn Genji đều phải dùng đến những trận tiebreak mới có thể quyết định được vị trí của mình. Cloud9 có một lượt đi có thể gọi là tệ khi họ để thua trước FunPlus Phoenix và DK vô cùng chóng vánh. Thế nhưng lượt về họ lại đem đến luồng gió mới tích cực hơn rất nhiều. Chiến thắng đại diện đến từ LPL và đi tới trận tiebreak. Perk vẫn đang làm ổn trong việc gánh đội, tuy nhiên anh chàng này cũng có những pha cơ trưởng gãy cánh mặc dù được đánh những con tướng thuận tay như là Rai hay Salad. Genji Esports thì dù đầu bảng nhưng đội hình của họ thi đấu vô cùng bất ổn. Khi có những trận BD và Ruler hủy diệt đối phương dễ dàng, nhưng cũng không ít trận đấu họ phải đi khám lưng sau khi Clit hay Rascal trở thành những cục tạ ngàn cân. Nếu Cloud9 trong thế bí đã bật được nội tại NA Last Hope và thành công đả bại FunPlus Phoenix, thì Genji cũng đã thể hiện được bộ mặt khả quan hơn khi chiến thắng trước Mad Lion và có lợi thế tại vòng tứ kết khi chỉ phải gặp đội tuyển xếp thứ 2 tại bảng khác. Lá thăm may rủi đẩy hai đội tuyển gặp nhau tại vòng tứ kết, và trước thềm trận thi đấu này, tất cả mọi người đều đánh giá đây là một trận đấu rất khó tính trước khi cả hai đội đều có phong độ giống nhau. Tuy nhiên, với hai đội không hề có một phong độ ổn định như vậy, rất khó để dự đoán trước một điều gì sẽ xảy ra. Cloud9 trên trường thế giới ngoài khả năng gánh cả khu vực thường thấy thì còn có một nội tại khó lường nữa, chính là nội tại hề 9, khi cả đội hoàn toàn có thể đánh như đánh rang sắt trong một ngày trời ơi đất hỡi. Còn với Genji, nếu hai chủ lực BD và Ruler không thể gánh đội, chắc chắn viễn cảnh về nước sớm là hoàn toàn có thể xảy ra với đội tuyển Hàn Quốc. Hãy cùng phân tích về lợi thế chọn bên. Cả hai đều có lợi thế khi xuất phát ở đội xanh. Khi Genji có tới 4 chiến thắng, còn Cloud9 thì có 2 chiến thắng quan trọng khi xuất phát ở đội 1. Genji thường ưa thích lựa chọn một vị tướng mạnh ở đường dưới ngay từ lượt đầu tiên, nên có lẽ là việc ở đội xanh họ sẽ dễ dàng thực hiện điều này hơn. Cloud9 thì có đôi chút khác biệt, khi những lựa chọn đầu tiên thường sẽ dành cho Perk hoặc Fudge, có lẽ vì lối chơi thiên về nửa trên bản đồ của đội tuyển này. Genji cũng thường xuyên ưa thích những lựa chọn đè đường và dễ sống sót ở đường trên, còn đường dưới thì sẽ là một xạ thủ meta đi kèm với SP mang thiên hướng bảo kê để Ruler có thể dễ dàng chơi game hơn. Sự khác biệt lớn nhất ở đường dưới có lẽ là vị trí hỗ trợ, khi Leona, Rakan và Alistar được Vulcan lựa chọn rất nhiều và đều có những kết quả không hề tồi. Sau vòng bảng, những vị tướng mà đội tuyển Bắc Mỹ này chọn nhiều nhất ở từng vị trí lần lượt là Gray, Xin Zhao, Twitter Fate, Miss Fortune và Leona. Còn với Genji Esports, những vị tướng được ưa thích là Gray, Lee Sin, Zoe, Miss Fortune và cuối cùng là Yumi. Bên cạnh đó có vẻ như Genji cảm thấy không thoải mái cho BD đối đầu với những vị tướng pháp sư hợp meta hiện tại. Trong tất cả các trận họ đã thi đấu, các gương mặt quen thuộc trong danh sách tướng bị cấm, đấy là ba con bài pháp sư kiểm soát, LeBlanc, Ryze, cùng có tỷ lệ cấm 88%, còn Twitter Fate cũng gần như chung cảnh ngộ với 75%. Nếu Genji có xu hướng khai thác rất nhiều bể tướng ở đường giữa trong những lượt cấm, thì Cloud9 lại không thích những quân bài có thể làm khó Fudge và Sven. Lucian và Kennen xuất hiện trong danh sách cấm của Cloud9 với tần suất cực kỳ cao, chính là minh chứng cho điều này. Theo dự đoán của Cà Phê Liên Minh, cả hai bên sẽ tranh giành những lựa chọn meta ở rừng và đường giữa, chủ yếu như là Xin Zhao, Lee Sin, Javan, Qiyana hay Rai và Sylas ở đường giữa. Vị trí đường dưới cũng sẽ là một điểm nóng trong cấm chọn khi Cloud9 chắc chắn sẽ muốn hạn chế tầm ảnh hưởng của bộ đôi Ruler và Life. Sẽ không ngạc nhiên nếu Cloud9 chọn ngay một vị tướng tốt ở lượt đầu tiên và cấm đi các con bài meta khác như Aphelios trong lượt đầu. Genji cũng có thể sẽ muốn tập trung vào Vulcan và hoàn toàn có thể ép anh chàng này phải đánh những vị tướng hỗ trợ bảo kê không phải thế mạnh của mình. Còn về những lựa chọn bị cấm đi, cả hai bên có lẽ vẫn sẽ bảo lưu những lựa chọn như trước mà thôi, khi Genji chắc chắn sẽ không muốn Perk được quẩy và Cloud9 sẽ không dạy gì mà để thả cho họng súng Ruler thoải mái chơi game. Những vị tướng mạnh như Lucian, Twitter Fate hay LeBlanc, Rai chắc chắn sẽ nằm trong tầm ngắm bị cấm của cả đôi bên. Những tướng ở vị trí hỗ trợ cũng có thể sẽ là vị trí được tập trung tới khi Yumi của Life sẽ là vấn đề lớn nếu được thả ra đánh cặp cùng một người đánh chắc chắn như là Ruler. Còn Leona của Vulcan thì thôi, có khi để thả ra cho anh chàng này tự do pick lại thành hay, vì tỷ lệ thắng cũng như độ hiệu quả của cô nàng này trong tay hỗ trợ người Canada cũng không phải là quá tốt. Lối đánh của Genji Esports mang đậm nét đặc trưng của người Hàn từ trước đến nay, đấy là chơi game với quái. Chỉ tập trung kiểm soát tầm nhìn và hạn chế đánh nhau sớm. Họ luôn tìm cách câu giờ và kéo giãn khoảng không để chủ lực Ruler có thể dễ thở và tăng tiến sức mạnh, sau đó giành chiến thắng ở những pha giao tranh quan trọng và kết thúc bán đấu. Với thời gian trung bình mỗi trận là 37.55, không ngạc nhiên khi chúng ta thấy một tiết tấu đánh vô cùng buồn ngủ và nhàm chán khi xem Genji thi đấu. Cloud9 cũng có xu hướng đánh giống như đối thủ khi đa phần những tình huống ram của Perk hay đi gank của Blaber thường chỉ dùng để gây áp lực nhằm chiếm mục tiêu hoặc kiểm soát tầm nhìn mà thôi.
Còn lại thì các tuyển thủ của Cloud9 thường xuyên đánh rất chậm ở giai đoạn đi đường, chơi thấp và cẩn trọng kéo tới cuối trận để perk với lượng đồ vượt trội có thể làm đến chuyện. Sven và Vulcan thường sẽ là cánh đánh tự sinh tự diệt nhất để dành sự chăm sóc cho hai đường còn lại. Cả hai hoàn toàn có khả năng đánh sớm chèn ép đối phương để giữ khoảng cách lính ở mức ổn hoặc thậm chí lao vào tay đôi nếu có thể. Tuy nhiên lối đánh này cũng rất dễ bị khai thác nếu đối phương đánh chắc chắn và cẩn trọng. Và đối đầu với Ruler, mối nguy đó còn hiển hiện rõ ràng hơn khi Ruler và Life đánh rất chắc chắn và có khả năng giữ mạng cực kỳ tốt. Lao lên bất cần đời và chết một cách ngáo ngơ sẽ không phải là đối sách hay khi đối đầu với một đội tuyển mạnh ở đường dưới như là Genji. Còn lối đánh của Genji thì sao? Phong cách đánh của họ có phần hơi trái ngược so với Cloud9 khi nửa dưới bản đồ mới là mục tiêu lớn nhất của toàn đội. Họ sẽ ưu tiên vị trí của Ruler nhằm đẩy mạnh lợi thế ở đường dưới càng nhiều càng tốt. BDD cũng sẽ là mục tiêu được hỗ trợ khá nhiều khi tuyển thủ này đang có xu hướng đánh những con bài pháp sư kiểm soát rất chắc chắn. Sẽ không ngạc nhiên nếu Clit hỏi thăm đường giữa nhiều để lấy lợi thế cho đồng đội, sau đó cặp đôi Clit và BDD hoàn toàn có thể hỏi thăm hai đường cánh nhằm kéo giãn lợi thế của toàn đội. Nhưng các bạn nghĩ sẽ có va chạm ở cấp độ sớm tại đường dưới hay đường giữa nếu như vậy á? Chắc chắn là không, vì cả hai đội tuyển này nổi tiếng với lối đánh dài dòng văn tự. Hai tư tưởng lớn gặp nhau, chắc chắn người xem sẽ phải chuẩn bị trước cà phê nếu không muốn gãy ngay từ ván đầu tiên với lối đánh như du ngủ của cả hai bên. Còn về con người thì thực sự đây là nơi mà cả hai bên đều đang là kẻ tám lạng người nửa cân. Cloud9 vẫn đang thể hiện ổn trong ngoặc kép, và Perk là ngôi sao sáng nhất đội hình, vẫn đang là đầu tàu kéo cả Cửu Vân Bang tiến về phía trước. KDA ở mức tạm ổn 4.3 cùng với lượng sát thương và vàng toàn đội ở mức khá. Bề tướng của tuyển thủ này cũng khá rộng khi anh đã sử dụng 5 vị tướng tại vòng bảng. Tướng pháp sư kiểm soát có lẽ vẫn là sở trường của Perk khi anh xử lý và lựa chọn những vị tướng này khá nhiều. Tuy nhiên cũng đừng khinh thường con bài Irelia của Perk vì nó đang có KDA lên đến 15.0, một con số đáng để quan tâm. Bên cạnh anh còn có First và Blaber, hai tuyển thủ trẻ sẵn sàng lên tiếng khi đồng đội cần tới. Bề tướng đã sử dụng của First cũng không phải là nhỏ khi đường trên người Úc này đã đánh 7 con bài khác nhau trong cả 7 trận vòng bảng. Sẽ là rất khó để Genji có thể khai thác được First trong giai đoạn cấm và chọn với khả năng chơi linh hoạt đến như vậy, nhưng mà con nào cũng yếu. Còn với Blaber, dù anh chàng này không có KDA quá đẹp, nhưng khả năng trước thời cơ mở giao tranh lại rất ổn. Blaber sẵn sàng hy sinh để tạo cơ hội cho Perk cũng như Sven được thoải mái xả sát thương, và Genji cũng sẽ nên để tâm một chút nếu không muốn tự dưng bay màu cả đội chỉ vì một pha insect nhanh như chảo chớp. Còn bên kia chiến tuyến, BDD cũng không hề kém cạnh Perk là bao nhiêu khi anh cũng đang sở hữu một lượng sát thương tổng toàn đội và lượng vàng ở mức cao nhất, cùng với tỷ lệ thắng với những con bài pháp sư kiểm soát rất cao. Zoe, Syndra và Sylas trong tay của BDD đang có cùng tỷ lệ thắng là 100%, đi kèm với chỉ số KDA luôn trên 8.0, một con số làm đối phương sẽ phải cẩn trọng khi đối đầu với anh chàng này. Và nhắc tới Genji, không thể bỏ qua người đang nắm trọng trách lớn nhất đội hình của họ, Ruler. Anh chàng thước kẻ này đang có màn thể hiện không hề kém cạnh gì so với đồng nghiệp ở các đội tuyển khác, với khả năng giữ vị trí và trả sát thương cực tốt. Ruler luôn tìm được cách làm khó đối phương. Sẽ không phải là nói quá khi nhận xét rằng Ruler là một trong những người chơi xạ thủ giữ tay tốt nhất, khi anh vẫn có được cảm giác chơi game trong khi nhiều người khác tầm tuổi thi đấu như anh đã rửa tay gác kiếm. Aphelios và Miss Fortune trong tay xạ thủ người Hàn là một mối nguy hiểm khôn lường khi anh sẵn sàng hủy diệt đối phương về cuối trận. Tỷ lệ sát thương toàn đội cao nhất 24.7% có lẽ đã trả lời cho câu hỏi về khả năng của anh chàng này. Sven của Cloud9 thì mặc dù có khả năng xả sát thương vẫn tạm ổn khi anh chàng này đang có lượng sát thương toàn đội lớn. Tuy nhiên giữ mạng lại không phải là điểm mạnh của xạ thủ này, và có thể nói là thấp khi so với những người chơi khác. Đối đầu với một xạ thủ đầy kinh nghiệm như Ruler, Sven nên giữ được cái đầu lạnh khi thi đấu và kiềm chế sự khát máu của mình nếu không muốn bị dã quá sớm và dẫn tới kết cục không hay ho gì. Và đó là phần nhận định của Cafe Liên Minh về kèo đấu tứ kết giữa Genji và Cloud9. Đại diện của LCK đang là đội ở cửa trên, tuy nhiên nội tại của Cloud9 cũng không phải là dạng vừa. Đây sẽ là trận đấu mà hai bên chắc chắn sẽ bung hết sức lực ra để giành lấy cơ hội của mình. Với Genji sẽ là một vinh dự rất lớn khi tiếp tục được đại diện khu vực LCK đi tới bán kết. Còn với Cloud9, họ đang gánh trên vai niềm tự hào của Liên Minh Huyền Thoại phương Tây, và chỉ có chiến thắng mới có thể giúp họ gột rửa được những thất bại của hàng xóm châu Âu trước các đại diện Hàn Quốc. Dự đoán của chúng mình sẽ là một kết quả 3-2 khá xít sao dành cho Genji. Vì phong độ của cả hai đội có trồi sụt ra sao thì Ruler vẫn luôn biết cách để đưa cả đội đến chiến thắng. Điều quan trọng nhất là các thành viên khác phải đánh cẩn thận và không được mắc sai lầm. Còn nếu chót phạm sai lầm thì chỉ có cách hy vọng rằng Cloud9 tự quăng trận đấu mà thôi. Mà viễn cảnh đó xảy ra cũng có ít lần đâu mà phải lo nhỉ. Vậy kết quả sẽ như thế nào? Câu trả lời sẽ có khi nhà chính của một bên đổ sụp tới 3 lần. Trận chiến sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 10, các bạn nhớ đón xem theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nhớ để lại một like, share, một bình luận và subscribe cho kênh YouTube Cà Phê Liên Minh.